Ủa kìa Ngọc Hương, em làm gì mà trông em vất vả quá vậy? Anh Vũ ơi, em đang vật lộn với mấy con tôm nè. Lỡ hứa là chiều nay bạn qua làm món tôm lăn bột để đãi. Vậy mà anh nhìn nè. Tôm lăn bột à? Sao mà cong queo vậy mà lại bị quá lửa nữa? Em cũng không biết sao giờ nữa. Hay là mình lấy cây tăm của anh, mình ghim vô cho nó thẳng nha. Không, không ai làm như vậy bao giờ. Vậy sao giờ, anh có cách nào anh cứu bồ em đi, anh chỉ em với. Thôi được rồi, hôm nay anh sẽ chỉ em một món tôm chiên rất là đơn giản nhưng không kém phần độc đáo. Đó là món tôm chiên mè. Tôm chiên mè hả anh? Nghe cũng hấp dẫn lắm đó. Vậy thì ngay bây giờ anh chỉ em được rồi đó. Em có thể giúp anh cùng làm món này không? Đồng ý hai tay hai chân luôn. Để chuẩn bị món tôm chiên mè, nguyên liệu chúng ta cần có tôm sú, sốt mayonnaise, tương ớt, bột mì, trứng gà, chanh tươi, mè trắng, mè đen, hạt nêm Asingon, muối, tiêu. Và những cái rau cải này để làm gì vậy anh Vũ? À, cái này để anh làm món salad trộn ăn kèm nữa mà. À, và bây giờ đã sẵn sàng hết rồi đó, anh em mình bắt tay thực hiện ngay đi. Tôm bỏ đầu, lọt bỏ vỏ. Hương nhớ chùa đuôi tôm lại nhé. Em biết chùa đuôi tôm để làm gì nè, để cho nó đẹp đúng không anh? Chính xác. Anh có một bí quyết cho em để tôm sau khi chiên không bị cong đây. Bí quyết gì vậy anh Vũ? Anh Vũ chỉ em liền đi. Rồi bây giờ em hãy cắt xéo ở dưới phần bụng tôm khoảng 2 nhát. Sau đó em cắt lại hình chữ thập như vậy. Đó. Rồi dùng tay nắn và kéo duỗi thẳng con tôm ra. À, như vậy là Ngọc Hương đã có thêm một bí quyết để có thể làm cho con tôm thẳng sau khi chiên. Quý vị và các bạn hãy nhớ nhé, chúng ta sẽ khứa dưới bụng tôm 2 đến 3 lần và sau đó khứa ngược lại thành hình chữ thập và dùng tay nắn và kéo dài con tôm ra. Thì như vậy thì sau khi chiên xong tôm sẽ không bị cong lại rồi. Thật là tuyệt chiêu đó nha anh Vũ. Còn phần đuôi tôm nữa, nếu em không muốn bị giang dầu khi chiên thì em phải lấy hết nước ở phần đuôi tôm ra. Em dùng dao gạn hết phần nước ra như vậy. Dạ. Đó. Em mới biết đó nha, anh Vũ đúng là đầu bếp chuyên nghiệp nha. Khi mà chiên á, em sợ nhất là văng dầu vô người mình đó. Tôm sau khi đã sơ chế xong, chúng ta ướp tôm với ít hạt nêm Asingon, một chút tiêu và khoảng nửa muỗng cà phê muối và một ít nước chanh. Chúng ta trộn đều lên để khoảng 15 phút cho tôm thấm. Sau khi tôm đã thấm, chúng ta lăn tôm qua bột mì, nhúng vào trứng gà đã đánh tan và tẩm qua hỗn hợp mè trắng, mè đen. Và nhớ phải chừa đuôi tôm ra đúng không anh Vũ? Đúng vậy. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng rồi và khâu bây giờ chỉ còn lại là chiên tôm thôi đúng không anh? Đúng vậy, dầu chúng ta chờ vừa nóng và chúng ta thả tôm vào chiên. Các bạn lưu ý để tránh dầu không bị văng vào người. Khi chúng ta lỡ tay thì chúng ta phải cho đuôi tôm hướng ra ngoài như thế này. Lại có thêm được một bí quyết nữa rồi, đúng là tuyệt chiêu nghiêng. Anh Vũ ơi, tôm vàng như thế này là chín rồi đúng không anh? Đúng rồi, tôm như vậy đã chín. Bây giờ chúng ta vớt tôm ra để vào giấy thấm dầu. Nghe mùi thơm rồi đó. Ủa mà anh Vũ ơi, em nghe nói là anh có làm món salad gì á để ăn chung với lại tôm chiên mè mà. Đây, đây là món salad cà rốt, bắp cải, dưa leo trộn dầu giấm. Anh làm để ăn chung với tôm chiên mè đó em. Vậy thì tôm chiên mè có cần chấm với cái gì không anh? À chết, em không nhắc anh quên mất. Tôm chiên mè mà ăn chung với lại sốt mayonnaise, tương ớt, pha theo tỷ lệ 2 mayonnaise, 1 ớt thì rất là tuyệt vời. Trộn đều lên ha anh. Xong, mình cho vào, mình trộn đều lên.
ta sẽ thấy có một màu hồng rất là đẹp. Ừ, nhìn cũng hấp dẫn quá đó chứ. Rồi, ta chan vào. Nãy giờ anh Vũ cực nhiều rồi, vậy cái khâu thử tôm chiên mè để em thử cho nha. Mời em. Em thấy như thế nào? Rất là ngon đó nha. Tôm thì rất là ngọt, mè rất là giòn, cộng với sốt marinade và tương ớt nữa, béo béo mà cay cay, rất là ngon. Quý vị và các bạn hãy thử làm món này để có thể chiêu đãi cho bạn bè và người thân của mình nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai, được phát sóng vào lúc 11:50 trên kênh HTV7 với món gỏi cuốn Mazona. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt.